những con giáp may mắn nhất trong ngày 27 tháng 11 âm lịch, sự nghiệp thăng hoa, tiền nhiều không xuể. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, chỉ cần bước sang rạng sáng ngày 27 tháng 11 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới. Từ đầu tháng đến giờ, những con giáp này vô cùng cố gắng và nỗ lực trong công việc. Nên bước sang ngày 27, mọi sự cố gắng, nỗ lực trong quá khứ của các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây sẽ là ngày mà các bạn hưởng trái ngọt. Công việc thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến. Ở chỗ làm được đồng nghiệp quý mến, ngưỡng mộ, được cấp trên yêu mến, trọng dụng. Về nhà thì được người thân quan tâm, chăm sóc, gia đình hạnh phúc, thuận hòa, may mắn không để đâu cho hết. Và đó là các con giáp Mão, Mùi, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận lộc nhé. Tuổi Mão, xem tử vi ngày 27 tháng 11 năm 2022 âm lịch cho 12 con giáp, ngày thiên ấn tương trợ, vận trình công danh sự nghiệp hứa hẹn suôn sẻ, cho tuổi Mão cơ hội điều chỉnh cảm xúc. Bạn bình tĩnh hơn trong việc đánh giá ưu và nhược điểm của bản thân. Có thể nói rằng sự nghiệp của tuổi Mão trong ngày này gặp khá nhiều may mắn do có sự giúp đỡ của tam hợp. Bạn nên nắm lấy cơ hội này để chinh phục cái đích mà mình đã đặt ra từ khoảng thời gian trước đó. Nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa mà bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi, bạn được nhiều người giới thiệu cho những thời cơ đáng quý, thậm chí định hướng giúp để sự nghiệp phát triển theo chiều hướng đúng đắn và phù hợp. Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh bình tĩnh khi giải quyết vấn đề liên quan tới tiền nong. Nếu có mất mát thì cũng hãy nhớ rằng thứ gì đổi được bằng tiền đều rất rẻ, bạn vẫn đủ năng lực kiếm được số tiền đã mất. Nhờ có tam hợp để nương tựa nên con giáp tuổi Mão cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái trong các mối quan hệ của mình trong hôm nay. Tình cảm của bạn với một nửa của mình đã đong đầy hơn xưa cũng nhờ vào sự biết chia sẻ, cảm thông cho những khó khăn của nhau. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Ngọ, dưới sự nâng đỡ của tam hội, công việc sự nghiệp của bạn trôi chảy một cách bất ngờ. Bạn nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giao cho nhiều cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình. Trên phương diện tài lộc, bạn có nhiều thời điểm để mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình. Ngày hôm nay, việc làm ăn về cơ bản diễn ra thuận lợi, bạn có thể kiếm cho mình một khoản tiền kha khá. Nhiều Ngọ Mùi hợp nhật nguyệt mà con giáp tuổi Ngọ dễ nhận được sự giúp đỡ từ người thân của mình, hoặc ở nơi công sở chỉ cần có người nói đỡ lời là bạn thoát được rủi ro không đáng có. Thổ hỏa tương sinh, dự báo trong đời sống tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự an ủi, quan tâm hoặc cũng có thể vương vấn nhiều hơn về mối quan hệ đã đi qua. Bạn cần điều chỉnh tâm lý, hướng tới khởi đầu mới tích cực. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi, tử vi ngày 27 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp, thực thần mang tới năng lượng tích cực cho tuổi Mùi, nhờ thế mà bạn rất hăng hái tham gia những nhiệm vụ được giao, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Bản mệnh lúc này nhận được nhiều sự hỗ trợ, kể cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Hôm nay tinh thần của bạn tốt lên, có thể vì tình hình tài chính đã cải thiện. Có người mang đến cho bạn tin vui về tiền bạc, thúc đẩy những lợi ích trong hợp tác, đầu tư, giúp bạn thu nợ. Ngày 27 tháng 11 năm 2022 dương lịch là ngày Can Đinh. Ngày Can Đinh không trị bệnh ở tim, do đó bản mệnh lưu ý tránh tác động tới vị trí này trong hôm nay. Nếu có hẹn bác sĩ cũng nên điều chỉnh lại lịch nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân, người tuổi Thân có thể thoát được rắc rối liên quan tới tiền nong trong khi chính tài tương trợ. Hãy đón nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh về tài chính và ngược lại, sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu. Ngũ hành tương sinh mang lại sự vui vẻ cho bạn tại nơi làm việc. Hôm nay dường như bản mệnh làm việc gì cũng được giúp đỡ nhiệt tình, mọi người cũng rất đánh giá cao vai trò của bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu,
Xem tử vi ngày 27 tháng 11 năm 2022 âm lịch về phương diện sự nghiệp, người tuổi Dậu sẽ có những bước tiến lớn trong công việc, đạt được nhiều thành tựu ở ngày vượng vận khí như thế này. Thiên tài mang theo lời chúc về tài lộc cho con giáp tuổi Dậu muốn khởi động việc kinh doanh, buôn bán của mình. Những ai đang thu gom tiền bạc đã thấy có rất nhiều dấu hiệu khả quan về lợi nhuận, có thể bạn đang đi đúng hướng. Hôm nay bản mệnh thể hiện được sự tích cực và nhiệt tình, song rất dễ nổi nóng, cáu bẩn và cư xử tùy tiện khi không vừa lòng. Rất khó để nửa kia có thể xoa dịu hay kiềm chế những khi bạn hung hăng. Bạn nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình để tránh gây ra căng thẳng. Thổ kim tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của bản mệnh được tốt lên theo thời gian, nhất là những ai vừa trải qua phẫu thuật thì rất nhanh để phục hồi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi, chính quan nâng đỡ để những ai đang học hành, nghiên cứu có một ngày khá tốt. Những người đang tìm việc có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người thông qua các thông tin hữu ích. Công việc của tuổi Hợi đang tiến triển rất tốt, quý nhân tam hợp nâng đỡ, hứa hẹn bản mệnh có thể đạt được những thành tựu vẻ vang như kỳ vọng. Tinh thần làm việc hăng hái và có trách nhiệm giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ có tam hợp mà đời sống tình cảm của bạn suôn sẻ, may mắn, cho bạn gặp được người phù hợp. Do đó có người độc thân hãy mở lòng mình ra, thoải mái đón nhận những mối quan hệ mới. Những cặp đôi nên dành thời gian hẹn hò riêng tư để hâm nóng tình cảm của mình đi nhé. Thổ thủy xung khắc cho thấy có chút rắc rối về chuyện tiền nong nhưng không đáng kể. Chúng giúp bạn bình tĩnh nhìn ra bản chất của một người, sau đó bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi giải quyết được mọi việc bằng chút tiền, không ảnh hưởng lắm tới kế hoạch của bạn. Phương diện sức khỏe của tuổi Hợi nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật. Tuy nhiên người tuổi Hợi vẫn nên chú ý khi di chuyển hay đi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Đinh Mùi tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Thiên Hà Thủy, ngày Đinh Mùi thuộc hành thủy khắc hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành mộc cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Kỷ Sửu và Tân Sửu. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.